Nhà hôm nay chú Sáu với cháu Hạnh đi giăng câu nha cả nhà. Xuống đây cái ruộng sen này mình giăng câu. Coi lát có cái cá gì không. Chào Hạnh. Hạnh chào Hạnh. Nay đem theo mồi trùng cả nhà ơi. Đem theo cũng có đào mới trùng nè. Đem theo mồi trùng để giăng câu. Mỗi cái con nhắc ít hơn con Hạnh. Đủ nửa câu thôi nha con. Móc máu câu mồi trùng nha cả nhà. Dạ. Chơi kế luôn nha. Thay vì phải móc trước cả nhà ơi, mà bây giờ mình móc trước thì một lát nó sợ nó rối cho nên phải làm như vậy. Trời ơi nó làm cái lưỡi câu nó dài chút làm cùng lúc cái dài này làm gì cùng lúc tôi lấy cái thao đi ơi. Tôi quyên con đi 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 nó đó nữa tôi làm tao bự cho nó đi tao đẩy cái lâu á cái này tao chuyển nó xong cái quần nó áo lên kìa. Trời mang dép gì chắc để tôi không tìm con dép dép bậy nè. Có chị Tám nữa trên đó coi chú Sáu cầm cắm câu luôn nghe cả nhà. Hôm nay mình đi giăng câu không phải đi câu cắm mà đi giăng. Quay khúc bên này luôn. Con Hạnh đi theo móc mồi, thằng Sáu tóm lưỡi câu. Thay vì người ta móc sẵn mà móc sẵn sợ nó rối quá cả nhà ơi. Cho nên mình làm từ từ vậy. Này thì hơi lâu hơn kia chút. Mà này kéo lưỡi cái lưỡi câu thôi. Trong cái đào ở nhà đó. Kéo cái cày. Tất cả con hả Hạnh? Ừ. Dạ là hả? À, không, của các con là... Của các con là... Hết rồi, trùng 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 nó nhạy hơn các con. Anh ơi đi thẳng hay đi theo cặp nè.
này con. Này phải lấy cọng dây. Trong đây ruộng sen hai cô cháu làm này cũng cực quá cả nhà ơi. Không thể dám chứ sao giờ. Chứ làm cái kia thì sợ nó rối cả nhà. Cái này mình làm đập và lạ luôn cả nhà. Có trong cái kiểu này là khét người ta. Cái giấy sao dính cá rồi. Là mừng rồi. Lấy ba cái cây. Hết hết vậy. Còn vô công sen nó luôn đi. Còn lấy cây. Nãy giờ móc lưỡi câu hết rồi nghe cả nhà. Bây giờ thôi lên. Tại nguyên đường câu văn này văn dài lên trong cái ruộng sen này cả nhà. Coi chờ tới chiều chiều xế xế chiều mình thăm coi có dính không cả nhà. Đi lên. Trời ơi. Con này có này con qua đây. Hôm ơi dắt sáng có văn đường câu đây là đẳng nha cả nhà. Bây giờ cũng lâu rồi. Cũng 3 4 tiếng đồng hồ để đi thăm coi có con nào không. Mời cả nhà cùng xem số 6 nha. Lấy cái này đi. Cái này theo mình đựng nên cho con có cá nó không nhảy cả nhà ơi. Đây, có cá rồi nó không nhảy. Y sinh mồi luôn. Trùng rồi còn y sinh nè. Được con có mẹ cái nha. Quay nó lội lội. Được con có mẹ cái nha. Dỡ lên đây lắc xúc bây giờ. Con có mẹ đây. Có lý quá lý. Con nghe cái nha. Con có mẹ đây. Có lý rồi. Nghe cái nha. Câu được. Bói không. Có lý rồi cả nhà ơi. Tiếp vô cả nhà ơi. Mình không có dính miếng mồi còn y tinh cả nhà ơi. Trong đây cái ruộng sen cũng cá dữ lắm mà sao cứ chê mồi cả nhà ơi. Chê mồi trùng. Nhưng mà cũng có mua theo mới kìa. Mồi cá cơm nữa nè. Ê, đây còn nữa, đây còn nữa. Đây con có phi cả nhà ơi. Được con có phi. Con có phi cả nhà ơi. Chính được con có phi. Này nay xấu đi câu văn nha cả nhà. Câu văn chứ không phải câu cắm. Này đi văn câu. Cả nhà thấy không? Có lý không? Vô hai con. Con có mẹ con có phi rồi nghe cả nhà. Nếu mà còn y thinh cả nhà. Làm như nó chê. Thôi thả đây đi, nó có ăn được không ăn. Đây cũng còn. Đây cũng trong ruộng sen cả nhà. Mùa này sen nó tàn hết rồi. Còn mới rồi, sót còn lại. Này cũng miếng mồi còn y tinh luôn cả nhà. Ui, thằng đây dính con gì mà giật giật đi đó cả nhà. Con nào đây? Cá này bự hơi nhỏ, giật giật cả nhà. Cá lục kiếm cả nhà. Cá lục kiếm, cá lục kiếm. Cá lục kiếm. Cá máy bay nữa cả nhà. Cá máy bay cả nhà. Máy bay đây. Máy bay con cả nhà, máy bay nhỏ. Chà. Giống như cái mép. Đây cả nhà. Lau kiếp. Dù. Màu còn cả nhà này 6 câu màu cá cơm có, màu trùng cũng có nữa. Màu trùng còn. Nguyên đường câu văn. Văn này cũng mấy chục lưỡi cả nhà. Ui, đằng kia thấy giật giật giật. Đằng kia thấy giật giật cả nhà.
con văn mà nó giật giật thấy bắt ham cả nhà. Đó, đằng này có giật thấy cá phi rồi cả nhà ơi. Dính cá phi rồi. Đây. Dính con cá phi. Cá phi cả nhà ơi. Đường con cá phi nè. Cá phi cả nhà. Cá phi. Chà bá luôn. Có được mấy con rồi nè. Có số mồi cũng còn y thinh. Câu cá đâu phải cái mồi con đó. Mà mới câu mồi trùng tắt mà. Cá này số này còn y thinh cả trời. Có số thì nó cũng ăn hết lưỡi, còn cái lưỡi không. Cháu được kiếm con máy bay nữa cả nhà ơi. Được con máy bay cả nhà. Chà, con này bự rồi anh ơi. Con cá lục con máy bay này, con máy bay chúa cả con ơi. Chà. Wow. Wow, chừng. Máy bay chúa cả nhà ơi. Trời ơi con này quá cỡ. Có lý rồi. Bự quá bự con ơi. Con này mà lên hấp xả là ngon luôn cả nhà ơi. Wow. Quá bự con ơi. Cả nhà mình nhìn nè. Chiếc máy bay này loại máy bay hạng nặng nha cả nhà, loại bự. Chà. Thôi bỏ vô cái thùng cũng không vừa luôn. Nãy đi cũng quên đem theo cái thao lận đựng mấy cái lưỡi câu này cả nhà. Rồi thôi gom đại vô luôn. Mà cái này chắc về cũng rối hết quá. Mồi còn nhiều quá. Dỡ đằng này đằng kia nghe thấy giật giật cả nhà. Không biết còn lớn hay nhỏ đây mà giật giật nghe nặng lắm cả nhà. Vô rồi, chuyến này vô rồi. Không biết nhỏ hay lớn này mà giật giật dữ lắm. Nãy đi cũng quên đem cái thao theo. Hơi, hơi, hơi. Ừ, được cái lóc bự, cái lóc bự. Quá. Wow. Cái lóc bự nha ơi, cái lóc bự. Được con bự nè. Có lý rồi, có lý rồi. Cho vô cái thùng đi cả nhà cho vợ gỡ cho chắc ăn. Thôi gỡ vô luôn đi, dỡ ra nó chảy gì vậy. Con cá lóc bự chà bá cả nhà ơi. Nó hết câu rồi nghe cả nhà. Hết rồi, nãy cột vô cây này. Thôi đi lên. Lên này mình xem coi được bao nhiêu nghe cả nhà ơi. Lên bờ rồi. Để ở này xem nó cá nhảy hết. Nãy dở đường câu này cả nhà ơi, gom con gầy chắc cũng rối mẹ hết rồi. À, coi được như đây cả nhà. Ừ, có lý quá cả nhà. Đổ nè. Ồ, này cũng được cả càng cả nhà. Con máy bay bự với cá lóc, cá mè với hai cá phi cả nhà. Thì cũng đủ rồi. Cá lóc này uống cá lau kiếm này mà hấp xả ngon lắm cả nhà. Thôi cái clip này của Sáu cũng xin tạm dừng ở đây. À, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh chú Sáu Phú Đông trong những thời gian vừa qua. Tạm biệt cả nhà ơi, hẹn lại clip sau.